sau khi cân nhắc lựa chọn, đã quyết định chọn cô gái đứng ở vị trí số 2. Và bây giờ thì Hương Giang sẽ phải song ca cùng với cô ấy. Xin mời Hương Giang. Thần thái đi ra như một người ca sĩ, nhưng cái tay cầm micro á, rất là chuyên nghiệp. Nhìn khẩu hình hát cũng có vẻ là hát được. Cô này là một người rất tinh tế và rất thích nhạc. Đây là một người hát hay.
Cảm ơn Hương Giang, cảm ơn em gái rất là nhiều. Cảm ơn Hương Giang, mời Giang có thể về chỗ nha. Em tên là Ngọc Trầm. Em năm nay lớn rồi, em 22 tuổi rồi. Lớn ghê đó. Em công việc của em là gì? Dạ em cũng là ca sĩ tự do. Thấy chưa, từ đầu biết hát hay rồi. Cảm ơn em nha, cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và một tràng pháo tay dành cho Ngọc Trầm.